Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện triệt xóa một nhóm đối tượng do Hồ Hoàng Hôn, sinh năm 1973, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu, thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi, có phân công vai trò nhiệm vụ cho một số đối tượng khác nhau. Theo điều tra, các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác, tìm bán cho những người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video được đối tượng dàn dựng về đồng hủy kính, kim loại có tính năng đặc biệt, thiên thạch có kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn, phát ra ánh sáng lạ mắt. Các đối tượng đã tiếp cận dụ dỗ lừa ông LVNL tên viết tắt, sinh năm 1951, ngụ tỉnh Bình Dương, chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng để tham gia đường dây mua bán thiên thạch. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Tô Vũ Tiến, sinh năm 1970, quê tỉnh Tây Ninh, là một trong những đồng bọn của Hồ Hoàng Hùng về hành vi lừa bán sừng tê giác giả cho ông LVNL. Quá trình bắt giữ các đối tượng trên, công an đã thu giữ các tang vật gồm 7 vật có hình dạng giống sừng động vật. Các đối tượng nói với người bị hại là sừng tê giác, một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định. Các đối tượng nói với người bị hại là đồng hủy kính, một vật có hình dạng giống như quả trứng cúc màu cam. Các đối tượng nói với người bị hại là ngọc ốc giác. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hồ Hoàng Hôn và Tô Vũ Tiến để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.